Hello anh em, bây giờ bắt đầu mình giao xe con cá mập gì Tân Châu cho anh em. Có nhà máy. Trời ơi. Nhiều ở phiên với anh mày rồi. Không quay nè. Anh đây vậy? Lên luôn không anh? Anh bảy nãy giờ. Tiếp là dạ bên bên cái gì đi rồi cái chặn cái giữa nữa.
đúng rồi. Để đi, kéo kéo để cái thằng kia đi chứ. Hai cái á. Nhả nhả ra miếng này chứ. Nhả con kia một cái. Quắn luôn á, thả cái căn dâm quắn luôn nên cho dây sao thì nó xài luôn. Gì? Rồi, chim vô chỗ này được rồi, nó gặp nó chịu luôn à. Mình bán cái nữa. Thôi. Rồi. Rồi được rồi, buông đi. Đi, đi xuống. Xác xuống nhát rồi, xác rồi. Rồi, ok, ok. Rồi. Miếng nữa. Cắt chặt vậy cắt luôn, nó chạy nó lúc ba. Không mà không có dưới cái gắt này nè. Cái gì? Dây sao nó chạy. Mà chạy cái chỗ này cái xe nó dùng cái sao? Có, đi thằng này. Nè, nó nhịp không? Nè, nó nhịp không? Nè, nó nhịp tức là nó. Tại vì cái này là cái bột mà. Chị em xem clip mình nha.